Chủ nhật. Bây giờ 17:50 và chúng ta đang gặp nhau trên HTV7. Điểm hẹn đã đến. Tuyền Tăng xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến với căn bếp của Khẩu vị ngôi sao, chúng ta sẽ có những món ăn ngon, những câu chuyện vui và cả những khách mời thú vị. Đón theo dõi chương trình, quý vị khán giả cũng đừng quên hãy chuẩn bị sẵn cho mình một cuốn sổ tay, một cây viết để có thể ghi lại thật là nhiều những bí kíp, bí quyết nấu ăn ngon cũng như là tận hưởng những giây phút giải trí vui cười thả ga với những nghệ sĩ và khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay nhé. Và bên cạnh đó nha, chúng ta sẽ có cơ hội được khám phá và được trải nghiệm những món ăn ngon đến từ những người bạn trẻ đầy tài năng. Bây giờ không làm cho mọi người đợi chờ lâu hơn nữa, hãy cùng với Tuyền Tăng chào đón khách mời của ngày hôm nay là một chàng diễn viên vô cùng tài năng và đẹp trai lắm mọi người. Tuyền còn mê nữa. Xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Lê Minh Thành. Trời ơi, bắn tim một cái xỉu luôn à. Xin được chào. Rồi, chào Tiền. Và lời đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành em gửi lời chào thân thương, thân ái và đặc biệt nhất là thân tình đến toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Ca sĩ Khư Huy Vũ. Chào em. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khư Huy Vũ chào tất cả quý khán giả yêu thương của chương trình Khẩu vị ngôi sao và đặc biệt là chào MC xinh đẹp của chúng ta. Ôi trời ơi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Cốc 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 cốc. Xin được giới thiệu người dẫn chương trình Ngọc Tiên. Em chào chị. Chào Tuyền Tăng. Dạ, chào chị Ngọc Tiên. Có nghe ai đó kêu kêu mình mà không biết là ai kêu nữa. Dạ, là Tuyền Tăng và căn bếp Khẩu vị ngôi sao đang chào mời chị Ngọc Tiên đến với chương trình này. Chào đón chị. Ngọc Tiên xin được chào Tuyền Tăng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chào đón sự xuất hiện của diễn viên Thanh Hiền. Hello em. Chúc mừng tân gia em. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mờ được đâu. Quà của chị nè, chị tặng em nha. Dạ. Trời ơi, nhà đẹp quá ha. Trời ơi, rộng lớn quá à. Chắc là mắc tiền lắm em ha. Dạ, em chào chị. Em đã có theo dõi chị trên mạng xã hội từ rất là lâu. Đẹp có đẹp, lầy lội có lầy lội, nhưng mà không ngờ tới nhà người ta mà tới mức như vậy luôn. Thưa quý vị và các bạn, vô phòng khách người ta tự tiện vô xong lấy cái bông của tôi. Chị tưởng hai chị em mình thân à? Chưa thân hả em? À dạ chưa chị. Một lần nữa cảm ơn chị Thanh Hiền rất nhiều. Một màn xuất hiện và nói là quá dễ thương luôn. Tuyền Tăng xin phép được mời anh Khư Huy Vũ cùng với quý vị khán giả sẽ tiến vào bên trong phòng khách của Khẩu vị ngôi sao để mình trò chuyện cùng với nhau nhé. Okay. Mời anh ạ. Dạ rồi, chào anh đến với ngôi nhà Khẩu vị ngôi sao. Và nơi anh cảm thấy cái không gian từ phòng khách đến cái căn bếp đằng xa kia như thế nào, anh có thể chia sẻ cảm giác của anh được không? Đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao thì anh cảm thấy cái không gian bếp này cảm giác ấm áp, mà mình cảm giác mình đang thèm một cái gì đó. Vừa mới vô nhà mình ngồi xuống mình nhìn thấy căn bếp bên kia rất là khang trang, đầy đủ vật dụng, nguyên liệu, mọi thứ đều rất là sạch sẽ và sáng sủa. Ngay lập tức mình đói bụng liền đúng không anh? Chính xác. Nếu mà đói bụng thì mình đặt hàng ngay hai món ăn với hai tờ giấy mà em đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ đây. Ghi vào trong đó hai món ăn mà anh mong muốn được thử trong chương trình ngày hôm nay. Rồi, ok. Chị để ý là tới hai khu vực chế biến lận. Đó, à. Có nghĩa là ngày hôm nay mình sẽ được thưởng thức đến tận hai món ăn. Hai đứa mình nấu đúng không? Dạ, chắc chắn là không phải hai đứa mình rồi. Hôm nay hai món ăn này được nấu bởi hai người bạn nữa đồng hành cùng với chị Ngọc Tiên. Nhưng mà trước khi chúng ta cùng nhau gặp gỡ người bạn đó thì em xin mời chị sẽ đặt hàng căn bếp của Khẩu vị ngôi sao hai món ăn mà chị thèm khát được thưởng thức nhất trong chương trình ngày hôm nay. Ở đây có viết nè, ở đây có phiếu là chị có thể đặt chị hàng. Chị ghi vô chổng hả? Phải làm khó người ta những cái món thiệt là khó. Cao lương mỹ vị. Rồi ghi đi. Ghi đây. Rồi giữ bí mật cho tới cuối nha. Ủa, giữ bí mật luôn. Và bây giờ cái phần quan trọng là đây, chúng ta sẽ cùng chào đón và chờ đợi xem hai người sẽ nhận hai cái bảng đặt hàng đồ ăn này đến từ chị Ngọc Tiên sẽ là hai nhân vật nào đây. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai bạn, đó chính là Minh Quốc và Minh Phong. Ồ, xin chào. Xin chào, xin mời hai anh đến với Khẩu vị ngôi sao và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để làm quen với nhau nha. Chào các bạn.
Chào chị. Dạ, chào chị. À, đây mới là MC. Cho Tuyền hỏi bạn nào là Minh Quốc, bạn nào Minh Phong ha? À, mình là Minh Quốc. Ok, bây giờ Minh Quốc sẽ giới thiệu về mình cho Tuyền Tăng, chị Ngọc Tiên cùng với tất cả quý vị khán giả cùng biết nha. Dạ, lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến chị Ngọc Tiên, gửi lời chào đến MC xinh đẹp Tuyền Tăng và tất cả các khán giả đang xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ạ. Công việc của em hiện nay cũng đang là người dẫn chương trình. Oh. Dạ. Đó là lý do tại sao mà em thần tượng chị Ngọc Tiên và em phải quay cái số của chị. Định ganh tị rồi mà tự nghe thần tượng thì mình kìm lại. Giảm lại. À, thì ra là chúng ta có đồng nghiệp ở đây rồi đúng không? Dạ. Còn bạn còn lại thì sao? Có khi nào người dẫn chương trình luôn không? À, xin chào mọi người, xin chào Ngọc Tiên và xin chào Tiền Tăng. À, mình tên là Minh Phong, hiện tại mình đang là thông dịch viên, giảng viên. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai người bạn đồng hành với Khẩu Vị Ngôi Sao và diễn viên Thanh Hiền ngày hôm nay. Đó chính là bạn Minh Tuấn và Phước Nhã. Chào Thanh Hiền, chào Tiền Tăng. Xin chào hai bạn. Xin chào. Wow. Đó, chị thấy như lời đồn đúng không ạ? Trắng trẻo, đẹp trai quá. Chuyện nổi luôn chị ơi. Xin chào Thanh Hiền, xin chào Tiền Tăng. Mình tên là Minh Tuấn, hiện mình đang kinh doanh. Dạ. Và rất vui khi được đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, phục vụ các người đẹp. Dạ, xin được cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với anh Phước Nhã nha. Xin chào Tuyền Tăng, xin chào Thanh Hiền, xin chào quý vị khán giả. Mình là Phước Nhã, hiện tại là mình đang làm kinh doanh bên lĩnh vực công nghệ tự động hóa của Nhật. Hai người chơi của chúng ta đó chính là bạn Mai Mai và Hải Chi. Xin chào. Wow. Đáng yêu thế. Trời ơi, dễ thương quá. Xin chào hai bạn. Chào anh. Xin chào hai bạn, mời hai bạn chúng ta cùng ngồi xuống phòng khách của Khẩu Vị Ngôi Sao nha. Em tên là Hải Chi, em là giáo viên mầm non. Wow. Giáo viên mầm non như vậy là nấu nướng thì bạn có tự tin vào cái kỹ năng của mình hay không? Đối với em chỉ cần nhìn là học được. Wow. Bạn này rất tự tin thưa quý vị. Còn người bạn còn lại thì sao? Xin mời bạn giới thiệu về mình. Mình là Mai Mai, hiện tại mình là biên tập viên. Hàng ngày thì mình cũng thường tự nấu những cái bữa ăn, nhất là ăn sáng và ăn tối cho mình, còn trưa thì ăn ở công ty. Nên là kinh nghiệm nấu nướng của mình thì không có được như những đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà cũng có thể là dùng được trong các dịp tiệc hoặc là trong gia đình. À, xin được cảm ơn phần chia sẻ của bạn ha. Chúng ta đã có những cô gái tài năng, nó là những đầu bếp khá là chuyên nghiệp đấy nha. Vậy thì không biết là hai anh có dành thời gian để nấu nướng tại nhà nhiều không ta, hay là mình sẽ thường ăn tiệm cho nó nhanh gọn? Đa phần thì mình sẽ ăn tiệm là do tính chất công việc, nhưng mà cuối tuần thì mình cũng thường hay nấu nướng rồi hả, mời gia đình, mời bạn bè đến hả, cùng dùng chung bữa cơm vậy đó. Còn anh Phước Nhã thì sao ạ? Mình đã biết nấu ăn từ nhỏ rồi. Wow. Và mình cũng thích những món ăn mà tự nấu nhiều hơn là mình đi ăn tiệm. Yeah. Trong công việc hoặc là đi công tác gì cực chắc đã mình mới ra ngồi mình ăn thôi. Còn không mình sẽ tự nấu thì mình sẽ thích hơn nhiều. Dạ, yeah, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên, đó là khám phá khẩu vị ngôi sao. Trên màn hình của chúng ta hiện tại có các ẩn số. Và nhiệm vụ của tất cả các bạn đó là sẽ vượt qua các thử thách của chương trình. Cứ mỗi một thử thách hoàn thành thành công thì người thắng cuộc sẽ nhận được một điểm và nhận được quyền lật mở một ẩn số. Bên dưới ẩn số đó chính là những dữ kiện, những thông tin về khẩu vị, về thói quen ăn uống mà anh Khương Huy Vũ đã cung cấp cho Khẩu Vị Ngôi Sao. Trong mỗi một ẩn số đó sẽ có một ẩn số duy nhất có chứa huy hiệu thần bếp. Và nếu như bạn là người mở được ẩn số có chứa huy hiệu thần bếp thì bạn sẽ nhận được đặc quyền. Đặc quyền đó có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, bạn sẽ được kế bỏ một cái thử thách mà mình phải gánh chịu trong phần 2, đó là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Hoặc lựa chọn thứ hai, đó là bạn có quyền nhờ vả anh Khương Huy Vũ hoặc là Tuyền Tăng hỗ trợ các bước sơ chế trong phần nấu ăn của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số đầu tiên, xin mời. À, ẩn số đầu tiên là câu hỏi. Như vậy là hai người chơi xin mời cầm bảng và bút lên để chuẩn bị đến với câu hỏi từ Tuyền Tăng. Câu hỏi của chúng ta như sau. Dấu hiệu nào cảnh báo bạn đang uống quá nhiều sữa? A. Đau đầu, chóng mặt. B. Căng thẳng. C. Nổi mụn trên da, thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ, giờ bảng lên. À, ở đây chúng ta có đây là nổi mụn C, ở đây là phương án A, đó là đau đầu chóng mặt.
Còn nếu mà Tiên mà trả lời là Tiên sẽ nói câu B. Đáp án của chúng ta đó chính là phương án C, nổi mụn trên da. Theo nghiên cứu, uống quá nhiều sữa có thể dẫn đến dị ứng và nổi mụn trên mặt hoặc các bộ phận khác. Một số hóa chất nhất định có trong sữa làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và làm tăng sự xuất hiện của các vấn đề về da và nổi mụn. Thử thách câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trứng gà nên bảo quản trong tủ lạnh với thời gian là bao lâu? A. Từ 3 đến 5 ngày. B. Từ 3 đến 5 tuần. C. Từ 3 tháng. Thời gian dành cho Mai Mai và Hải Chi bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và thêm một câu hỏi nữa có trùng phương án trả lời. Cả hai bạn đều chọn A. Và đáp án từ chương trình của chúng ta đó chính là từ 3 đến 5 tuần là phương án B. Thời hạn nên bảo quản trứng trong tủ lạnh là từ 3 đến 5 tuần để đảm bảo tuổi thọ cũng như độ tươi ngon của trứng. Trước khi bảo quản trứng trong tủ lạnh thì chúng ta sẽ rửa sạch, lau khô bằng khăn mềm vì vỏ trứng có thể dính đất, cát hoặc phân của gia cầm. Nếu không thực hiện qua bước này khi để trứng vào tủ lạnh thì bạn cũng đã vô tình tiếp tay cho vi khuẩn xâm nhập vào tủ lạnh của mình. Và bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khám phá dữ kiện tiếp theo từ chương trình thôi. Xin mời Hà Nội. Trời đất ơi, có khi nào đi hết ba miền đất nước của mình luôn không ta? Bây giờ đi tới Hà Nội luôn rồi. Hà Nội là một nơi mà Vũ hay thường xuyên đặt chân về đó để mình đem lời ca tiếng hát. Hà Nội thì rất là nhiều đặc sản, nhưng mà anh thích cái gì cũng cái nét đầu tiên á, thức ăn cũng vậy đó. Đúng rồi, mình ăn được cái nơi đó đầu tiên mình cảm thấy ồ, cái món này để mình khắc vào tâm trí mình, đó là mình sẽ nhớ hoài, đó là bún chả. Đây là thử thách ưu tiên. Rồi, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thử thách ưu tiên của hai người chơi như sau. Mỗi người sẽ nhận được ngẫu nhiên một sấp thẻ và chúng ta sẽ phải vừa hát vừa đếm số trong đầu mình nè. Và đếm chừng nào mà mình cảm thấy đã đủ 10 lá thăm này rồi thì mình sẽ dừng lại và đưa cho Tuyền Tăng. Đó, và chúng ta sẽ kiểm tra xem là sau cái bài hát mà các anh vừa hát, xem ai là người vừa hát đúng mà vừa đếm đủ 10 lá thăm thì người đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ mình sẽ ngẫu nhiên nhận một sấp thẻ bài. Rồi, cảm ơn Tuyền Tăng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi lần lượt, nhưng mà quan trọng là ai chơi trước thôi. Ủa, nhường hả? Rồi, anh Minh Tuấn sẵn lòng thì mình nhận luôn chứ ha. Rồi, nhường thì mình nhận. 3, 2, 1, bắt đầu. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đúng không? Để chị đếm thử nha. Đếm thử đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, xin mời anh Phước Nhã đối kháng lại liền. 3, 2, 1, vô nhạc. Một con vịt xìa hai cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cắp. Ngập hồ nước nó bị bà bị bấm, lúc trên bờ lấy cánh cho khô. Đủ chưa ta? Cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vẫn đủ. Như vậy là cả hai người chơi của chúng ta đã hoàn thành được thử thách này. Không có ai có điểm hết trơn, nhưng mà không sao, mình vẫn có cơ hội để khám phá thông tin cuối cùng từ chương trình. Xin mời, thật là vàng tươi. Chuyện gì đây ta? Xin mời chị Thanh Hiền. Đơn giản thôi, tại lúc mà mới sinh em bé xong á, thì cái món ăn mà ăn thường xuyên vào mỗi bữa ăn đó là thịt kho với lại nghệ tươi á. Tại lúc đó là để cho cái vết thương mau lành, cho nên là lúc nào mình cũng ăn món đó. Chị không có mập lúc mà có bầu em bé, mà chị mập sau khi sinh em bé xong, chị ăn cái món đó, xong chị ăn cơm rất là nhiều luôn và tròn lên luôn. Thử thách đối kháng. Xin chào quý vị khán giả đang cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao, và bây giờ là thử thách đối kháng. Ở trên bàn của chúng ta chính là một dĩa hạt bí. Hai người chơi sẽ cùng tách hạt bí.
lưu ý là chỉ có những hạt bí còn nguyên vẹn sau khi tách vỏ mới được tính điểm. Wow. Và trong khoảng thời gian là 1 phút, ai tách được nhiều hạt bí còn nguyên vẹn hơn thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Wow. Dễ quá ha, Tết mình hay ăn hạt bí hạt dưa nào cùng với gia đình mà chuyện này rất là đơn giản. Cho nên là em đã quyết định thêm một phần thử thách nữa. Đó là thay vì chúng ta chỉ đứng bằng hai chân và tách hạt bí đơn giản như vậy thì không hề, tất cả quý vị, hai người chơi mỗi người sẽ phải co một chân lên và vừa co chân vừa tách hạt bí. Và bây giờ xin mời hai anh cùng co chân lên. 3, 2, 1, thời gian 1 phút bắt đầu. Ê, cái tay à. Cố lên. Trời ơi, sao anh chấp hay quá vậy, em tách bể hết trơn rồi nè. Tách ngay phần đầu thôi nè. Nè, bí quyết nè, bí quyết nè, bí quyết nè, thấy không? Đó, 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 thấy chưa? Ủa, đâu có mượn chỉ ta? Ăn thôi. Mượn ăn thôi. Đây. Được rồi nè, đó, tỉ mỉ hai hộp. Ủa, gắn vô cái chóp bên này dễ trống trơn vậy, anh bỏ vô miệng ăn hay sao vậy ta? Bây giờ cho thưa quý vị. Cái này là thùng. Ủa? Thưa quý vị, chúng tôi thấy hai hạt nhưng mà có một cái vỏ để trong đây nữa để làm gì ạ? À, để đếm gì thôi đó. Đó. Này được là rồi. Mình dùng phao mình. Gì gì? Trời ơi, bên này hai hộp rồi kìa, hai hộp rồi kìa. Ủa, bên hai hộp luôn sao nhanh quá vậy? 10. Bao lớn. 9. 8. 7. 6. 5. Lẹ lên, Quốc ơi. Phong ơi, lẹ lên. Ủa, Phong 4 luôn kìa. 1, hết giờ. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Thưa quý vị, trong vòng 1 phút với thử thách chương trình đưa ra, từ phía Minh Quốc chúng ta có 1, 2, 3 và phần nữa. Và 3 rưỡi. Tuy nhiên là luật chơi của chương trình là tính hạt bí nguyên vẹn, cho nên là Minh Quốc, bạn thu hoạch được 3. Còn ở phía bên đây quá rõ ràng, quá đẹp mắt luôn. Nhiều quá. Hạt bí chiến thắng đã thuộc về Minh Phong. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng quay trở lại với phòng khách để chờ đón xem là dữ kiện tiếp theo của chúng ta sẽ là gì nhé. Xin mời. Quý vị khán giả và hai người chơi Minh Quốc và Minh Phong, đến tận những giây phút này thì tôi cũng không còn biết được là dữ kiện cuối cùng của chị Ngọc Tiên mang đến sẽ còn điều gì bất ngờ, thú vị và hết hồn nữa đây. Chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Xin mời. Xoài chua. Ủa sao tới cuối cùng cái nó dễ, cái nó hụt toạt ra luôn là xoài chua. Không, nhưng mà nhiều khi cái này là một cái món gì đó mà phải ăn kèm với xoài chua nó mới ngon. Cũng có thể. Em nghĩ thì vậy. Cũng có thể xoài chua ở vùng miền nào chẳng hạn. Không, xoài chua là xoài chua thôi. Tiên nói đến xoài là nó dễ ghê lên. Tiên ăn được khoảng 2-3 miếng là Tiên dừng lại ở chỗ đó rồi. Dù rằng có chấm mắm đường cũng không có thể nằm ăn hơn được. À, thêm một cái nữa. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 cái dữ kiện thông tin về những cái sở thích ăn uống của anh Khương Huy Vũ chia sẻ đến cho hai bạn. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về bạn Hải Chi. Bây giờ mới là cái khúc vui nè. Mình sẽ cùng nhau khám phá xem là hôm nay anh Khương Huy Vũ đã đặt hàng hai món ăn nào nha. Món ăn đầu tiên đó là gì đây? Ta-da! Bún đậu mắm tôm. Và món thứ hai, bánh tráng trộn. Bây giờ chọn đi, chọn đi. Em chọn bún đậu mắm tôm. Hải Chi quyết định chọn bún đậu mắm tôm. Và đây là món ăn của bạn. Vậy thì món ăn còn lại, bánh tráng trộn, sẽ là của Mai Mai nha. Rồi, bây giờ thì Hải Chi ơi, vẫn còn một ưu tiên nữa dành cho bạn. Ở bên phía tay trái của Tuyền, hướng nhìn của Tuyền nhé, chính là khu vực bếp bên trái, bên còn lại chính là khu vực bếp phải. Vậy thì bạn sẽ chọn khu vực nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất? Bên đây là bên trái, bên đây là bên phải. Em chọn bên trái. Như vậy là Hải Chi sẽ chọn khu vực bếp bên trái. Và khu vực còn lại sẽ là căn bếp, là không gian của Mai Mai. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai món ăn mà chị Thanh Hiền đã đặt hàng cho chương trình đó là gì nhé. Mì Quảng và chè bưởi. Rồi bây giờ xin mời người thắng cuộc, anh Phước Nhã. Anh sẽ chọn món nào đây? Mình chọn cái này. Vậy thì mì Quảng của anh Phước Nhã và chè bưởi sẽ của anh Minh Tuấn. Em gửi à. Cảm ơn chị Tâm. Rồi, bây giờ anh Phước Nhã ơi, anh nhìn cái bếp nha. Đây, hướng này của em là bếp bên trái, hướng này của em là bếp bên phải. Anh chọn bếp nào? Bên kia. Bên phải đúng không? Đúng rồi. Anh quyết định chọn bên phải. Yes. Vậy thì còn cái góc bếp nào nữa đâu anh Minh Tuấn, anh sẽ ở bên còn lại. Bây giờ xin mời chị Ngọc Tiên sẽ khoe hai món ăn mà mình đã đặt hàng ở căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Đây. Đây, chúng ta có món bún bò và bánh xèo. Bây giờ thì với
vị trí của người chiến thắng đó chính là Minh Quốc, thì bạn sẽ có cơ hội được chọn món mà mình sẽ trổ tài ngày hôm nay. Em chưa từng nấu một cái món nước cho một người ngoài để ăn thì chắc là em... Trời ơi, vậy là làm bánh xèo rồi đó hả? Dạ. Ồ. Em từng làm rồi. Ồ. Dạ. Mà thất bại rồi cho nên em chọn bún bò chị. Anh cảm ơn em. Nhờ Minh Quốc một lần nữa mình quan sát lại căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao, mình thích bếp bên phải hay bên trái? Bên phải là ở phía ngoài cùng nè, ở bên trái là ở ngay phía đối diện của Minh Quốc. Thì thấy bên kia màu xanh nè, bên này màu đỏ nè. Đúng rồi. Đúng rồi, chọn màu đỏ, màu xanh. Chọn đi màu đỏ. Dạ, em chọn màu đỏ. Rồi, như vậy là Minh Quốc sẽ chọn căn bếp ở phía bên tay trái của Tuyền Tăng. Phía bên tay phải ở ngoài cùng sẽ là căn bếp dành cho Minh Phong. Và bây giờ, chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình. Đó chính là chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Cùng nhau biết được là Mai Mai và Hải Chi sẽ thực hiện món ăn nào mà anh Khư Huy Vũ yêu cầu trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và xin được lưu ý với Mai Mai là bên cạnh việc là phải thực hiện món ăn cũng như là gánh chịu thử thách mà chương trình đưa ra trong căn bếp này, thì bạn đừng quên bạn đang sở hữu huy hiệu thần bếp và bạn có cơ hội chọn một trong hai đặc quyền ưu tiên dành cho mình. Bây giờ bạn chọn đi, bạn chọn sự hỗ trợ đến từ chúng tôi hay là bạn chọn tháo cái bao bố khó chịu ở trên người mình ra nè? Mình nghĩ là mình chọn tháo cái bao bố này ra đi. Bạn ấy quyết định là tháo cái bao bố ra chứ tuyệt nhiên không quan tâm, không cần chúng tôi, thôi cũng được đi, rồi mời bạn tháo bao bố ra. Mai Mai thoải mái rồi hen. Còn Hải Chi ơi, mình thì không có nguyên hiệu thần bếp nên là mình sẽ phải chịu một cái thử thách đến từ căn bếp mà chương trình đưa ra cho bạn. Đó là ngồi trên một chiếc ghế xoay. Và lưu ý là xuyên suốt cái quá trình thực hiện món ăn là bạn sẽ không được chạm chân xuống đất. Chân của bạn sẽ đặt lên chân ghế. Và bạn muốn di chuyển từ khu vực này sang cái khu vực bồn rửa để sơ chế thức ăn thì bạn phải di chuyển bằng cách là lùi ghế, đẩy ghế như thế nào đó tôi không biết. Cứ cố gắng xoay sở nha. Cố lên. Yeah, cái bên đây luôn, bên đây luôn. Yeah. Hai người chơi, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Làm sao có thể sẵn sàng được kỳ vậy trời? Dạ. Yeah. Nhìn đi, hai cái nguyên liệu quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Ủa? Là bên đây là bột, ở bên đây là bún, vậy thì phải làm sao? Ê, đừng nói bắt em làm từ cọng bún ra luôn nha. Không hề, chúng ta sẽ phải đi tìm hai nguyên liệu chính này. Wow. Và người sẽ hỗ trợ hai người chơi của chúng ta lần này đó chính là chị Ngọc Tiên. Chị Tiên ở đâu ra? Đó, chị đi với em. Còn bây giờ xin mời Minh Quốc và Minh Phong chúng ta bắt đầu những cái công đoạn sơ chế đầu tiên. Đi tìm với em. Đi, qua đây. Đến với Khẩu Vị Ngôi Sao chương trình của chúng ta thì người chơi sẽ phải nấu ăn cho ngôi sao, nhưng mà bù lại ngôi sao cũng phải hỗ trợ hết mình giúp người chơi vượt qua các thử thách để mang nguyên liệu chính về căn bếp của mình. À, tức là mình phải có hành động, phải có làm việc thì mình mới được ăn. Rồi, có thực mới vượt được đạo. Chứ đâu có không mà ăn được, đúng không? Đúng, cho nên bây giờ đây là thử thách dành cho chị Ngọc Tiên. Chương trình của chúng ta sẽ chuẩn bị những biểu tượng cảm xúc khác nhau. Và với một biểu tượng cảm xúc mà Tuyền Tăng đưa ra thì nhiệm vụ của chị Ngọc Tiên đó là sẽ kể một câu chuyện hoặc là nói một câu liên quan đến cái biểu tượng cảm xúc này và phải đảm bảo là hợp tình, hợp lý. Biểu tượng đầu tiên, hay! Đây là biểu tượng vui vẻ. Khi mà chúng ta thấy cả hai MC đều xinh đẹp thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ. Dạ em đồng ý ạ. Trời ơi, câu chuyện như thôi đó hả? Chị phải làm luôn biểu tượng cười cái nữa. Bây giờ chị kể lại cái câu đó xong rồi kết bằng biểu tượng nụ cười này. Nụ cười này nữa hả? Hồi nãy khi mà đứng ở một chân như thế này và ăn quả trứng thì Ngọc Tiên cảm thấy rất là vui vẻ. Của chị cái câu khen MC đẹp đâu chị? Ủa thiếu rồi hả? Kể lại câu chuyện. Chắc kể đến sáng mai quá. Vậy là mình bỏ qua phần đó luôn. Mình đến với biểu tượng tiếp theo. Đây. Khi mà Tiền Tăng nói là ủa mình không có khen MC đẹp nữa hả chị, thì lúc này Tiên chỉ có cảm giác là mình muốn là đúng rồi, cho nên biểu tượng tiếp theo sẽ là biểu tượng này. Bây giờ mà cho Tiên ăn thêm trái trứng nữa là Tiên thấy ghê ổn rồi. Cho quà. Tiếp theo. Chà, 2, 3. Nhanh bún bò, trời đất ơi. Nếu mà tham gia ngày hôm nay xong mà không cho ăn bún bò hay là bánh xèo thì cảm thấy rất là nổi giận. Biểu tượng tiếp theo, hey. Đây là một cái hình ảnh mà Tuyền Tăng với lại Ngọc Tiên mà mỗi khi mà đứng trước một ai đó, chẳng hạn giống như Minh Quốc hay Minh Phong, hoặc là bất ngờ có một người đi tới, một chàng hoàng tử bạch mã đi tới và chị về lấy bún bò được chị. Đúng rồi ha.
đã có bún rồi đây. Cẩn thận. Còn một thử thách nữa đó, dám chơi nữa không? Chơi luôn em. Chơi ngại gì. Rồi. Bây giờ chị sẽ mở ra và bất chấp là ở bên trong nó có gì thì chị vẫn phải ăn ít nhất là đến một nửa món đồ đã được chuẩn bị bên trong này. Ăn hả? Ăn. Chị tưởng đâu nhìn thôi. Giờ mở không, ra nhìn chị ơi, nữa. Ăn cái vấn đề đó. Chị nhìn một nửa, chị nhìn hết nguyên cái luôn, chị không nhìn. Chị nhìn hết toàn bộ nguyên cái món ăn nhưng mà chị ăn một nửa của cái dĩa này. Okay. Dạ, cái đề nó là như vậy. À, cái gì? Ban tổ chức nói gì vậy? Sao? Có nghĩa là ban tổ chức nói với em là trong quá trình mà chị thực hiện thử thách, nếu chị cảm thấy khó quá, chị có thể nhờ em ăn chung với chị. Okay. Em cảm ơn chương trình. Thôi thì coi như em cũng nằm trong cái thử thách này rồi. 1, 2, 3, chị em mình mở chung, nhắm mắt cái mở ra cái nha. 1, 2, 3. Em 11 cái ăn một nửa lần sao? Nếu mà 11 cái thôi, giờ mình tính tròn 10 cái thôi. Là chị phải ăn 5 cái. Ừ. Vậy ăn là chị cái. Ăn 2 cái, em ăn 3 cái. Hả? Chia sẻ, chị em mình tình thương mến thương. Vậy thôi, nếu chị mà là 11 chị... thì mình đó. Ăn 6 cái đi. Chị 3 cái, em 3 cái, chị chịu không nè? Rồi. Ăn hết một cái một lần chứ không phải là cắn từng miếng, từng miếng, từng miếng nha. Mời em. Dạ. Chúc em ăn ngon miệng. Chúc mọi người ngon miệng. Mời chị ăn đi chị, còn cái mì rồi lại đây lại đó. Wasabi. Trời, em ăn chúng cái miếng ngon lắm chị. Cái này nè nó thơm thơm mùi dâu. Trời. Cái miếng tiếp theo. Ủa khoan, như vậy là ăn bánh nó không chỉ dừng lại tại đó, nó còn có cái nhân ở trong nữa, có hương vị ở trong nữa. Ăn tiếp nó chứ sao vậy, thiệt luôn á. Đây là sốt gì? Em chưa biết luôn chị, em mất khả năng mà. Sốt kem mặn thôi là mặn. Nhưng mà ngon chị. Em đang thấy hơi ngon. Đỡ hơn cái hồi nãy. Rồi, cái cuối cùng thì còn tô mì á. Mình ráng cho chị, lát nữa mình được ăn mì với ăn chè bưởi nha. Mì hôi quá. Ủa sao sốt của chị kì vậy? Đúng cái ngon biết sao? Nào thấy sao ạ? Thôi ráng chạy qua đưa dĩa mì quảng cái rồi mình đi nghỉ nha. Cái gì kỳ vậy? Còn đưa dĩa mì quảng cho anh ta nữa nè. Rồi chạy qua. Ủa là cái này nữa hả? Không, đưa qua luôn. Tưởng đi cái này nữa. Anh ơi mì quảng nè. Thank you. Bên kia làm một cú hết hồn. Đây, em có em đây. Em đã trải qua rất là nhiều hứ trong gai mới được hai cái món đó cho hai anh. Cảm ơn anh Hiền. Bây giờ chị thấy sao? Cảm giác rất là ghê. Chạy ra uống miếng nước ngồi nghỉ với em, lát nữa mình vô mình đổi vị lại bằng mì quảng với chè bưởi. Đi qua bên đây. Chạy. Xin chào tất cả các khán giả. Tuyền Tăng và anh Khương Huy Vũ đã quay trở lại rồi đây với thành phẩm đến từ Mai Mai và Hải Chi. Hải Chi là món bún đậu mắm tôm, còn bạn Mai Mai của chúng ta đó chính là bánh tráng trộn. Ủa trời ơi, thấy thương ghê không, khuyến mãi luôn. Bánh tráng cuốn nè, đó là có chén chấm, đây là để làm bánh tráng chấm luôn nè. Quá trời luôn, này là vi thần tượng của mình dữ lắm mày hen. Giờ mình thử món nào trước Tuyền Tăng? Tùy anh. Em muốn thử cùng anh không? Dạ được, để em lấy. Biết ngay khi mà anh đang muốn thử lòng em mà thì sự làm như vậy rồi. Vô thơm với mùi mắm tôm là anh chịu hết nổi rồi đó. Rồi mới anh. Trước tiên mình phải dạ thịt miếng luôn. Thịt nè. Rồi cho rồi, em trời ơi rồi đó. Miếng để em gấp lại cho anh miếng rồi. Cho anh miếng bún luôn nè. Rồi anh ăn xong anh thấy sao? Mắm thì là đương nhiên là anh là món khoái khẩu của anh rồi. Dạ. Chỉ nghe cái mùi thôi là anh đã chịu không nổi rồi. Đúng ý em. Thịt heo rất là tươi. Cắn vào một cái mở nó xịt ra trong miệng mình. Đậu cũng rất là tươi. Chiên không có mềm lắm mà cũng không có dai lắm. Mà cũng không có giòn lắm, nó vừa phải. Thấy tuyệt vời. Thấy được cái vị béo, vị mềm, vị béo, của vị cái mềm. Cảm giác rất trời là tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn anh. Trời ơi. Bây giờ tới mình thử bên đây ha. Khoan, bây giờ trước khi mình thử món kế bên thì mình sẽ uống một miếng nước lọc. Để mình tráng miệng cái hen. Uống miếng nước hen. Ngon nha. Mình nặng chanh dạ, rồi đem giúp mình nha. Đảo đều từ dưới lên đi cho nó ngon nha. Nặng chanh rồi. Đảo đều có rau dưới đó. Rồi hấp dẫn quá, có rau, có mì, có gà, có trứng.
chị ăn nha. Bây giờ tới cái phần nội dung. Ngon em. Ngon em, ngon. Anh ướp gà ngon nè. Ừ. Em muốn ăn không? Dạ thôi, mình vẫn còn món kia nữa. Còn có cái thời gian để tất cả anh chị em của mình cùng ăn với nhau. Quan trọng là cảm nhận của nhân vật chính của chúng ta. Hương vị nó cũng rất là tương đối giống với cái hương vị của mì Quảng ở mà Đà Nẵng mà Hiền ăn. Hương vị mà ở nhà mà hay nấu cũng giống vậy. Nói chung là thấy là đầy đủ hết mọi thứ. Cái mặt hình ảnh cũng rất là đẹp. Mà cái hình thức ăn mình ăn ở bên trong thì đậm đà. Cũng đậm đà. Tại vì người miền Trung là thích ăn đậm đà hơn. Cái này rất là giống. Rồi. Trời ơi. Với thử thách này sẽ chỉ có duy nhất một người thắng cuộc mà thôi. Em biết là khó. Nhưng mình chỉ chọn một. Hai anh đều ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng mà em xin chọn. Nhỉnh hơn một chút xíu về món mì Quảng. Tại vì thứ nhất là nó cho em có cảm xúc nhớ về quê hương. Cái thứ hai là món của anh nó hơi ngọt hơn một tí. À, rồi, như vậy là xin được chúc mừng phần thắng. Người đã chinh phục được khẩu vị của diễn viên Thanh Hiền đó chính là anh Phước Nhã. Nhưng mà mọi người ơi, cũng hãy dành thêm một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho món chè bưởi của anh Minh Tuấn. Quá xuất sắc luôn nha, rất là đẹp. Kết quả của anh Khư Huy Vũ sau khi trải nghiệm hai món ăn của Mai Mai và Hải Chi, người chiến thắng đó là bạn. Cái nào cũng vừa khẩu vị của Vũ hết á, cho nên là không biết phải như thế nào đây. Nhưng mà nếu mà so ra thì mắm và khô, nhất là mắm hả, ăn cơm mà ăn với mắm hầu như là anh ăn rất là nhiều. Dạ. Cho nên là có nghe cái hương vị thôi đã chiếm lĩnh trái tim của anh rồi, cho nên là anh xin phép là nhường quyền lại cho bé đẹp của chúng ta. Người đã chinh phục được khẩu vị của anh Khương Huy Vũ đó chính là bạn Hải Chi. Xin chúc mừng. Và cả hai đội bếp ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và mong rằng cả hai bạn sẽ luôn thành công hơn trong cái công việc của mình và cả là tài nấu ăn của mình. Và xin chúc mừng bạn Minh Quốc. Minh Quốc đã giành chiến thắng tại khẩu vị ngôi sao tuần này. Được tự tay làm cho một cái ngôi sao ăn cảm giác nó khác khác. Chúc chương trình là sẽ luôn luôn thành công và phát triển để cho người chơi có thể học hỏi và tìm hiểu thêm về kiến thức nấu ăn nhiều hơn. Xin cảm ơn chương trình nhiều lắm đã cho Hiền cơ hội ngày hôm nay. Xin chúc cho chương trình sẽ thành công. Dạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ của các khách mời tham gia khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ thì chào tạm biệt khán giả, mình vô đi ăn thôi. Tạm biệt mọi người.